Đó. Khỏe thôi. Tao đi nhà chú nè. Quay chưa? Ra mà đông mắt là mắt anh hả? Đông mắt em. Em đi ở đó, ở theo đó xong đi về đây, đây lại đây cũng theo đây luôn. Bắt anh nhìn thèm thì sao? Đúng không? Vừa vừa thôi chứ. Ôi khói quá. Đó, lâu thích anh rồi. Đầu bếp. Đầu bếp. Ma tam ra dê. Ra dê. Y ra dê kia. Y ra dê kia. Sân, sân. Sân ra dê. Sân ra dê. Tiếp lên. Quay mà. Ba anh em. Quay nè. Bé ơi. Cô quay nè. Làm điệu cái. Làm kiểu đi. Đi. Hai mọi người đi nào. Hai. Xin chào khán giả. Em tên là Hân. Em tên là Hân. Nghe nghe nha em. Rất vui được làm quen với mọi người. Bye bye nha. Em đi tắm này, đừng có quay em ngại lắm. Ngại em ngại lắm. Ừ à. Alo, alo, alo. Anh à, anh đang làm gì đó? Anh có nhớ em không? Alo, dạ dạ. Anh Dũng ơi, ngày 24 gắn chuẩn bị tập để mà hát em nhạc. Hả? Alo? Anh nhà. Anh đang làm gì đó? Có nhớ em không? Dạ dạ. Rồi lấy tiền trả cấp con chị ăn bún riêu mà lên. Ôi, cái món gì đây? Hai tư gặp nhau tại đây. Gặp nhau ở con ca. Thịt nướng. Cái này chị quay một tấm hả chị? Chị quay nãy giờ rồi đó. Đây đây các bạn ơi. Vô đây là không cần đá đâu nha. Chị làm MC mà. Ơi. Bia này không cần đá rồi. Đông đủ mọi người rồi đó. Ôi da. Tớ bị té rồi. Em nghe nhau. Ba anh em yêu. Em yêu chị chứ không em yêu chị. Ôi ai nhảy xuống là đi, đẹp quá. Cây này gãy rồi. Chết rồi. Một, hai, ba, nhảy. Một, hai, ba, tay. Ai nhảy nữa đây? Xuân ơi, bơi không? Thôi về đây, về ăn đây. Ê, quay lại về cái bà quay phim coi. Đi, quay giùm em cái bà quay phim nó thiếu em mất rồi. Nhanh đi, ông đừng có làm việc bị tát bằng bên ngang luôn bây giờ. Alo, anh à, anh đang làm gì đó? Anh có nhớ em không? Dạ dễ. Rồi, rồi tắt đi.